Ayo, what's up Việt Nam Best Cypher Superstar 2019. Đây là An Cải, số báo danh 39 bảng B. Chủ đề anh em. Yeah. Check it. Và xin cho phép tôi là bài nhạc này nỗi lời gửi tới cái thằng anh em, thằng đã ở bên cạnh cả đêm lúc tao có biết bao nỗi buồn đang xen theo lẽ tự nhiên mà mùa xuân không được làm nên. Nếu như chỉ có một cánh én, còn niềm vui là lôi ra đôi ba chai bia, con mực của mommy và hai thằng bọn tao ngồi đánh chén. Giật mình trở lại thực tại, phía trước tao thì đâu có ai, còn chẳng chỉ là có mai ăn cải lại là nhảy mỗi khi nhóm hai. Cuộc đời này cũng vì khó nhai mà tao thương thằng bạn đã từng rất vất lao động quần quật đầu tư bất chấp để rồi đến một ngày mà nó mất tất từ tiền bạc từng tất đất dày. Cũng vì vậy mà dần mất chất này thành độ lắc cất làm chuyện khuất tất, sao phải nghĩ mình thật bất khuất vậy. Những lời tao nói có bao giờ mày thấy công chút chút dạ, hay rằng tất cả sẽ dần trôi xa khi hai cánh mũi mày dính chất bột lá. Bất động giữa ánh đèn khi tao nhận ra mình bị đánh lén, vài bác kế bẩn và mánh nghèo từ một gương mặt trông thật thân quen. Tao tự trách rằng bản thân đen hay do tao đã quá cả tin để rồi tao ngồi tao nhói tiền não nhói tới gần tim này. Hôm ấy lần lỗi ở tao đúng không hôm ấy, lần lỗi ở tao đúng không hôm ấy, lần lỗi ở tao đúng không hôm ấy. Liệu rằng mình có thể ngồi đây và nói tất cả là mơ không hôm ấy, lần lỗi ở tao đúng không hôm ấy, lần lỗi ở tao đúng không hôm ấy, lần lỗi ở tao đúng không hôm ấy. Liệu rằng mình có thể ngồi đây và nói tất cả chỉ là mơ không hôm ấy. Nhưng dù thế nào tao vẫn coi mày như tri kỷ, tao vẫn ngồi freestyle quay lại đêm đi thi. Dù thế nào thì tao vẫn quý mày, tao vẫn mong một ngày hai thằng anh em tận hưởng không khí này. Tao vẫn ngồi đây hút thuốc lá, tao vẫn cần một chút nước đá, bởi vì mày thì đã bước qua người ta bước ngang thì mày bước dọc cho tao thêm một cốc nước lọc. Tao vẫn muốn mày là thằng anh em dù bao biết bao bước nhọc. Ok.